chưa? Rồi. Đâu rồi đâu? Con nào đây? Con này không vừa đủ đấy. Con này phải đau quét đấy. Ủa, con này vàng chưa? Thì nó thay lốc rồi mà. Chưa mài móng à? Hôm nay không mang đủ dụng cụ nhà chủ nhờ. À, chủ bỏ cái đấy. Bóng rổ này, có thể thả bóng rổ này có trượt ba tanh. Tức là không có khoảng à, bóng nhỏ. Cháu sẽ gửi cho chú xem một cái đoạn clip mà chủ nói. Nó hôm cháu cho anh em đến quay phim đấy. Phát trên VTC. Phát trên VTC đấy chú ạ. À, cụ thuê vẹt để ấy đấy hả? Không, về đâu. Vẹt thật mình luôn. Vẹt của mình hôm mới cho anh em đến làm một cái chuyên đề ở công viên ý. Vâng. Mà về chú chơi vẹt ở Hà Nội. Vẹt đây anh ơi. Nào à, chú ạ, nào là nhặt tiền rơi, nào đẩy đúng xe rồi. Đi xe đạp hay. Rồi là rồi. Là cái gì giả chết là chết các thứ đấy, ừ. Giả chết đây. Đưa đây, đưa đây tiền sao đấy. Bây giờ phải tập cho Ken đấy. Ken là ăn uống xuống mồm quen. Đấy, Ken. Làm lên chú vừa thấy cái hình được. Đấy, đấy. Ra đây cơ mà. Đưa cho ăn bộ. Bảo lăn cái nào đó. Đưa cho ăn bộ. Cô có xem mà nhặt cái rơi rồi không? Vâng. Giả chết, cái thằng bé kia có luyện được như thế không em? Con nào cũng làm được. Cái đầu tiên là mình cứ vật ra thôi. Đó, xong rồi đu đu thay rồi. Đó, như là... Đó, đu đu thay rồi. Đó, đu đu thay rồi. Chăm chút ở chú này rất nhiều rồi. Đấy thôi, con to thì khác nhau. Con bé này, con to thì khác sợ, nó cao sợ, không ăn thương. Phải có máy mài móng nữa, nó động vào tay mình sắc lắm. À, phải máy mài móng nữa. Vâng. Mài sắc này ba chủ có không? Mài móng đi. Xuống móng tay chưa? Mài đầu nhọn này đi. Đúng rồi, mài thì máy giữa là mấy chục. Còn cái máy của nó là 550. Phải à? Vâng. Yippo! 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 Ngoan thế! Bay về đi! Không về, không về. Bay về cơ mà! Bay về kia cơ mà! Yippo! 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 Nó bay về nhá, bay về kia đi. Nè, nè, về nè. Yippo, yippo. 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 Ngoan. Vào đây anh em, vào đây bắt đi. Để, okay.
ở chui đây họ cho vào thoải mái thế. Anh em mình kiểu gọi nó nhỉ. Ờ nhưng chưa còi đấy. À phẩm này bị không mang còi, mua mấy còi rồi đấy. Ken. 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 Anh em một loại mỗi anh đứng một đầu. Ken, đứng đông này nó không đi đâu. Phải đứng dọc theo đường. Ken. Ken. Ken ơi. Đấy. Đấy. Đúng mất chứ. Ken. Em tung đi, tung rồi bắt rồi. Ken. Này, con này của anh cũng máu lắm rồi này. Được đấy. À, đi. Đấy. Rất là được. Lần đầu tiên đi ra ngoài trời. À, đi, quay đi. Không sợ mất chú ạ. Chứ còn chỗ mà... Ơ, ừ, anh ấy. Phải dám động vài chủ ạ. Bộ. Tiếp tục. Nào. Bay. Không chịu à. Kìa kìa, ra kia kìa. Đi bộ. Hát đi, hát đi. Cúp đi. Bô. Cúp đi. Bô. Bô. Đó. Anh xử tiếp. Lần đầu nó chưa quen thì sẽ sợ. Đấy, anh cứ giữ một tay anh cầm lọc lọc thôi. Anh bóp chặt thôi, giống bác Hà bác bóp trái chim của bác ấy. Ồ, anh Hà không? Lăn. Nhích. Nào. Ra đi bay cái nào. Ra đi. Ra mày lăn. Ra đi, ra đi, ra đi. Đừng ăn nữa, ăn. Ra đi, ra đi, ra đi. Sợ lắm. Ra đi, ra đi. Ken đó bác. Ken, Ken. Đâu đó. Ra đi, nó hoảng. Hoảng nó bay một phát đi luôn. Ra đi. Ra đi. Không nhìn thấy nó luôn. Ra đi. Ra đi. Bây giờ mà hất con hai là khả năng là một đàn nó lại bay vèo 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 đấy nhở. Hay nhà mình lại làm tiếp phát nữa nhở. Rồi. Tốt. Tên là gì nào? Dạ, đây bạn Linh ạ. Linh, bạn Linh. Cháu tên Loan ạ. Đọc tên với cháu Linh. Gì? Cháu cũng là Linh ạ. Cũng là Linh à? Linh ạ, Tú ạ. Tú này. Đây. Duy Anh ạ. À, Duy Anh. Ông này không nói ông Khánh. Tên thật. Dũng ạ. Ờ, vẫn là Dũng, đúng rồi, Đàm Minh Dũng, xin lỗi cháu. Đàm Minh Dũng. Dũng ạ. Cháu Hảo. Hảo à? Cháu Hoàng ạ. Hoàng Giang này. Ruby Phạm này, cái tên Hải Phòng về khác hết. Có thể gọi là bà chủ.
Cháu Tâm, hôm nay buổi đầu tiên Tâm à? Phan Hiếu nhỉ? À, vâng, con Phan Hiếu. Cháu là Hải Chiến. Vũ Hải Chiến. Số bát danh bao nhiêu? Hôm qua Thái Nam Định Hoa Hậu đấy. Thái Nam Định à?